Tử vi tuổi Canh Thân trong 6 tháng đầu năm, bình ổn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, 12 con giáp luôn là hình tượng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người Á Đông chúng ta. Chắc hẳn việc mình thuộc con giáp nào là điều mà ai cũng biết. Trong đó, thân là con vật nhanh nhẹn và rất lanh lợi, vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Bước sang năm 2021, những cô chú tuổi Canh Thân 1980 không có điều gì đáng lo ngại. Thậm chí có nhiều cơ hội phát triển rực rỡ, rất đáng để chờ đợi. Cơ hội phát triển đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của cô chú tuổi Canh Thân 1980 trong 6 tháng đầu năm 2021. Quý anh chị đừng quên đăng ký kênh và nhấn theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Đánh giá tổng quan về tử vi tuổi Canh Thân trong năm 2021. Vận trình của cô chú tuổi Canh Thân sinh năm 1980 không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí có nhiều cơ hội phát triển rực rỡ. Tuy nhiên, nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để cô chú chìm đắm vào trong những suy nghĩ tiêu cực bởi có thể hủy hoại ý chí phấn đấu. Trong công việc sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vì không thật sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bên cạnh đó, cô chú được Long Đức và Thiên Hỷ Cát Tinh cùng hỗ trợ nhân duyên tốt, vừa thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, mở ra nhiều cơ hội làm quen với người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên quan lộ. Đồng thời cũng thúc đẩy tình duyên khởi sắc, gia đạo yên ổn hơn trước. Số cô chú có mệnh đào hoa khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Với mong muốn có một năm đầy sự tốt đẹp và may mắn, cô chú tuổi Canh Thân nên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải phần hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Sau đây, xin mời cô chú hãy nghe chi tiết về tuổi Canh Thân. Về công danh, sự nghiệp. Do được chính ấn trợ mệnh, công danh sự nghiệp của cô chú được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, cần chủ động nắm bắt. Công việc thuận lợi hơn trước, gặp được nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp. Có điều, kiếp tài mang theo dấu hiệu cạnh tranh rất lớn, điểm tiểu nhân quấy phá. Do vậy, dù mưu sự lớn hay nhỏ, cô chú cũng nên thận trọng suy nghĩ kỹ càng, nóng vội chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối. Bên cạnh đó, sức cạnh tranh tăng lên khá rõ nên cô chú sẽ có nhiều đối thủ tìm cách quấy nhiễu, sinh ra áp lực kèm theo không ít. Đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn tinh thần, đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Vì vậy, thầy phong thủy khuyên rằng để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, cô chú tuổi Canh Thân nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời chiêu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hanh thông thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Về tiền bạc, tài chính. Sau tháng đầu năm mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho cô chú tuổi Canh Thân, thậm chí được quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối để tăng thêm nguồn thu nhập. Công việc của cô chú trên đà thuận lợi, kéo theo tình hình tài chính của tuổi Thân ngày càng được củng cố và ổn định. Có điều, ổn định sẽ khó có được sự đột phá, nên nếu cô chú muốn đạt được thành công, cần phải chấp nhận đánh đổi thời gian, công sức. Nhưng vì chưa thật sự tích cực tranh đấu để giành lợi ích của mình, nên cô chú rất dễ bỏ lỡ cơ hội. Vì thế, cô chú rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, nên chi tiêu cho chính mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới về kinh doanh, đầu tư, tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt,
đồng thời nên tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Trong 6 tháng đầu năm, cô chú cũng có thể chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc vì anh em, bạn bè. Nghiêm trọng hơn còn có thể làm sức mẹ tình cảm vì tiền mà tranh chấp. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ để có thể tăng thêm vận may và cải mệnh, cô chú cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí nhà Phật này sẽ giúp tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ cô chú trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về tình duyên, gia đạo. Do sao thiên hỷ báo tin vui cho tuổi canh thân, dù là nam hay nữ mệnh đều có nhiều cơ hội để cải thiện tình duyên, tình cảm của mình. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một nửa thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao nhưng luôn quan tâm và chăm sóc cho cô chú. Nếu gặp được, cần chủ động nắm bắt, đừng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Các cặp đôi thì cần lưu ý rằng, càng hạn chế các cuộc tranh cãi, hơn thua bao nhiêu sẽ càng tốt cho mối quan hệ đôi bên bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Ngoài ra, cô chú có gia đình có thể gặp một vài rắc rối về tình cảm hoặc gây mâu thuẫn khó hòa giải, chú ý giữ mình để tránh xa cám dỗ. Trong thời gian này, cô chú tuổi canh thân hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp cô chú đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là giúp gia đạo yên ấm. Về sức khỏe, nhìn chung, tình hình sức khỏe của cô chú sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đối với sức khỏe của tuổi canh thân trong 6 tháng đầu năm. Cho dù có vấn đề bất thường xảy ra thì cũng sẽ gặp đúng thầy, đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi rất nhanh. Có điều, cô chú cần chú ý ảnh hưởng của vong thần khiến thần trí rối bời, suy nghĩ tiêu cực, hành động mất kiểm soát như ăn uống quá độ, thức khuya thường xuyên, lười vận động. Tất cả những điều này đều tác động xấu tới sức khỏe của cô chú. Vì vậy, cô chú cần phải tăng cường rèn luyện sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt là làn da, tóc, bởi dấu hiệu lão hóa ngày càng tăng rõ rệt. Thầy Phong Thủy khuyên cô chú tuổi canh thân rằng hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh sắp bảo vệ cô chú dù ở bất cứ đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Sau đây sẽ là dự báo vận hạn 6 tháng đầu năm 2021 cho tuổi canh thân. Đầu tiên, tháng 1 âm lịch. Về tổng thể, vận trình trong tháng đầu tiên của năm Tân Sửu của cô chú tương đối ổn định, không có nhiều biến động lớn, nhưng đồng thời cũng có sự đột phá thực sự rõ ràng ở thời điểm này. Phương diện sự nghiệp của cô chú sẽ có nhiều điểm sáng hơn cả. Vận trình công danh trong tháng của cô chú đang ở mức khá lý tưởng. Cô chú có thể gặp mặt một số vấn đề về tình hình sức khỏe, gặp trục trặc về vấn đề lão hóa cơ thể, nhất là làn da và mái tóc. Cô chú nên chú ý khi đi xa đề phòng tai nạn bất ngờ. Vận hạn tháng 2 âm lịch. Vận trình sự nghiệp trong tháng này của cô chú có dấu hiệu sa sút hơn so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực công việc tăng cao khiến nhiệt huyết không còn cao như trước. Cô chú dễ sinh cảm xúc chán chường, tiêu cực kéo dài. Tuy nhiên, cô chú được quý nhân trợ lực, công việc càng đi xa thì càng thuận lợi. Số đào hoa vượng, tình duyên không còn trắc trở. Vận hạn tháng 3 âm lịch. Tháng này, cục diện tam hợp xuất hiện mang tới cô chú những cơ hội hàn gắn rạn nứt tình cảm, xây dựng mối quan hệ công việc tốt đẹp và tìm được đối tác tiềm năng. Vận khí của cô chú tăng cấp, có dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp rõ ràng, gặt hái được ít nhiều thành công trong công việc. Sang đến vận hạn tháng 4 âm lịch, tháng 4 của cô chú có sự chuyển biến khá rõ ràng theo hướng tích cực. Cô chú được nhờ nhị hợp, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp và sức khỏe. Đường sự nghiệp, cô chú sẽ cảm thấy khá rõ sự nhàn hạ và mọi việc suôn sẻ hơn trong tháng này. Một sự thuận lợi, nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, dù làm việc gì cũng thấy hanh thông. Bên cạnh đó, cô chú có lộc về kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Thứ năm, vận hạn tháng 5 âm lịch.
áp lực công việc của cô chú ở tháng này lớn hơn trước rất nhiều. May mắn là tình hình sức khỏe của cô chú không có gì đáng lo ngại, nên cô chú vẫn có đủ để đương đầu với khó khăn và thách thức xảy đến. Trong tháng này, cô chú có khách quý tới thăm, mang theo tin vui. Cuối cùng, ở tháng 6 âm lịch, nhờ thổ sinh kim trong này mà phương diện tài lộc của cô chú canh thân gặt hái được nhiều trái ngọt. Cô chú sẽ phát huy được hết sức nhanh nhẹn và nhạy bén của mình, làm gì cũng thu được khoản lợi nhuận. Âm phủ dương trợ, đau ốm qua loa, nhanh khỏi. Cùng với đó, cô chú còn được quý nhân soi đường chỉ lối, tháo dỡ nhiều khó khăn. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Canh Thân trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sáu hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn. Trong thời gian 6 tháng đầu năm, tuổi Canh Thân được sao Vân Hớn chiếu mệnh. Gặp sao này chiếu mạng, công việc ở mức trung bình, cô chú dễ vướng khẩu thiện, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy, mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào tháng 2 nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Ngoài ra trong thời gian này, chú có gặp lại được về thiên la, địa võng, ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc. Còn tuổi Canh Thân cần cẩn trọng hơn khi gặp sao La Hầu. Sao này thường đem đến nhiều điểm sữa, không may mắn về pháp luật, công quyền, dễ gặp chuyện thị phi, tranh cãi hay bệnh tật về tai mắt nên hao tổn tài sản, có nhiều chuyện phiền muộn, buồn rầu. Quý cô có tháng xấu nhất là tháng 1, người mạng kim và mộc thường chịu ảnh hưởng xấu hơn mạng khác. Bên cạnh đó, cô sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần, cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông để phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai, luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Canh Thân trong khoảng thời gian này gồm có sao Thiên Hỷ, Long Đức, báo hiệu có chuyện vui, quý nhân giúp đỡ, vào hung tinh Đà La, tiểu hao gây hao tán tiền bạc hoặc đạo yếu. Cùng tam hợp gồm các sao Văn Tinh, Quán Sách, Bệnh Phù, Tuần, Triệt gây trở ngại cho công việc làm ăn và sức khỏe. Còn cung xung chiếu có các tinh Thiên Khôi, Hồng Loan, Tăng Đào Hoa và Vượng Quý Nhân. Trong đó, cung còn có hung tinh Cô Thần, Hối Khí, Thiên Không, kiếp sát có ép về mặt cảm xúc khiến tinh thần bất ổn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nhìn chung, vận trình của cô chú tuổi Canh Thân 1980 trong 6 tháng đầu năm 2021 không có điều kiện gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, cô chú nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để cô chú thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của cô chú. Trong công việc, cô chú sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Để vượng khí có thể phát triển tốt, nếu có thể, hãy áp dụng các vật phẩm phong thủy để luôn có động lực phấn đấu lâu bền. Vững tâm hơn, thu hút nhiều sự may mắn cho cô chú, cải thiện sức khỏe. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp được cho quý vị. Tới đây, video của kênh Phong Thủy Sa Cát cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự chia sẻ về những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy Sa Cát. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.